bạn nha. Hôm nay mình làm cái món tôm chiên với sả với lê bí nha. Mọi người kia người ta chỉ trộn chiên giòn này này. Tôm chiên. Một ít bột lên cho một ít bột ngọt nhé. Cho một ít bột canh. Cho thêm ít bột nữa. Tôm chiên giòn. Rất đơn giản và ngon. Ở đây có gừng và sả. Còn phải cho dầu vào trước. Cho sả vào. Sả xuống dưới. Sả vào gừng các bạn ạ. Ta chỉ cần hai nguyên liệu gừng và sả cho thơm và khử tanh. Sôi dầu để cho tôm vào. Sả và gừng ta cho xuống dưới.
sát thơm ngon.